Thưa quý vị và các bạn, tăng tốc hoàn thiện các phần việc, chuẩn bị chu đáo lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh dịch tế và các hoạt động liên quan. Đó là ý kiến chỉ đạo của Quỹ viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Chân Mừng khi làm việc với các tiểu ban chuyên môn và thành phố Châu Đốc về rà soát tổng thể công tác tổ chức sự kiện 200 năm hoàn thành kênh dịch tế và hội thảo khoa học cấp quốc gia vào sáng nay ngày 6 tháng 11 năm 2024 cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Giang Phước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng cùng đoàn công tác đã đi thực tế kiểm tra tiến độ chuẩn bị địa điểm tổ chức hội thảo và khu vực tổ chức lễ kỷ niệm tại khu du lịch quốc gia núi Sam, phường núi Sam. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, đến nay các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm như chương trình lễ kỷ niệm, kịch bản nghệ thuật, kịch bản truyền hình trực tiếp đã hoàn thiện, đang khẩn trương phối hợp triển khai lắp ráp nhà bạc, sân khấu, tổng duyệt chương trình trước ngày 12 tháng 11, đồng thời đang thực hiện hồ sơ xác lập kỷ lục Việt Nam đối với kênh dịch tế. Riêng phần hội thảo, đến nay, Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã tiếp nhận 82 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia. Tiểu ban chuyên môn đã lựa chọn được 50 bài tham luận in kỷ yếu hội thảo, trong đó chọn 7 bài tham luận trình bày tại hội thảo. Tại buổi rà soát tổng thể công tác tổ chức sự kiện, các sở ngành và thành phố Châu Đốc đã đóng góp thêm về nội dung kịch bản hội thảo, kịch bản sân khấu quá, phim tài liệu, tên gọi kỷ lục Việt Nam đối với kênh chỉnh tế và các nội dung liên quan. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng đánh giá khá cao tinh thần chủ động của thành phố Châu Đốc và các tiểu bang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh từ nay đến lễ kỷ niệm còn đúng một tuần, Châu Đốc và các tiểu bang cần tăng tốc hơn nữa, hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo về tiến độ, quy mô, hiệu quả, trong đó tập trung chuẩn bị chú đáo các khâu từ nội dung đến hậu cần, khánh tiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng cũng lưu ý vấn đề vệ sinh môi trường đặc biệt là khu vực sân lễ, đảm bảo mỹ quan, đô thị và trật tự an toàn giao thông, tạo hình ảnh đẹp cho đại biểu và du khách khi đến với thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về sự kiện với nhiều hình thức phong phú đa dạng, kết hợp tổ chức hoạt động chăm lo thăm hỏi, đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội, tạo lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, hội thảo khoa học cấp quốc gia 200 năm kênh dĩnh tế và giá trị lịch sử tầm nhìn tương lai. Hội thảo khoa học cấp quốc gia 200 năm kênh dịnh tế, giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại hội trường Thành quỹ Châu Đốc với thành phần khách mời dự kiến 350 đại biểu trung ương, địa phương. Chương trình được livestream trên nền tảng số đài phát thanh truyền hình An Giang lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh dịnh tế và tưởng niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế diễn ra vào tối cùng ngày tại khu du lịch quốc gia núi Sam, thành phố Châu Đốc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV. Đây là sự kiện nhằm tưởng nhớ, khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của danh thần Thoại Ngọc Hầu cùng nhân dân trong công cuộc xây dựng kênh dịnh tế, đồng thời góp phần quảng bá giá trị văn hóa và lịch sử của kênh dịnh tế đến với du khách trong nước và quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch địa phương tại sự kiện này đón nhận xác lập kỷ lục việt nam đối với kênh dình tế